Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Đến hàng Lại Lên, vườn Kiện Anh Tuấn tọa lạc tại số 41 đường Quỳnh Thị Hai, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số tác phẩm mà nhà vườn muốn giao lưu. Và khi xem phim, nếu các bạn hài lòng em nào thì vui lòng liên hệ với cô Phượng theo số điện thoại là 0938 214 285. Hãy nắm thông nhắc lại 0938 214 285. Dạ vâng. Bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ gặp lại cô Phượng quen thuộc để cô Phượng báo có thông số cũng như báo giá để cho các bạn có sự lựa chọn các bạn ha. Rồi, chào Phượng. Con gửi lời chào tới chú ạ, tới toàn thể cô chú anh chị gần xa. Hôm nay ngày chủ nhật thì con có một số cây muốn giới thiệu tới toàn thể cô chú anh chị mình. Ai mua cây nào thì cứ chốt cái đấy gửi trước cho con 50%. Còn đâu có nhờ nhà ship thu hộ ạ. Hàng ấy thì con bao ship rồi. Thì những cái cây mà chậu lớn thì con bó bầu con chuyển đi ạ. Rồi, ok, cô Phượng cũng đã chia sẻ thông số rồi, cái hình thức kinh doanh của xứ nhà vườn rồi ha. Bây giờ con mất thời gian có báo anh chị, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc. Em số 1, em đầu tiên là cây me. Cái số 1 là cái me ạ. Cái hoành của nó 41. Cái tán rộng của nó 1m04. Cái chiều cao của nó 1m35 ạ. Cây me số 1 này còn báo giá 13 triệu. Này là 13 triệu cho cái số 1. Tiếp tục cây me số 2. Cái hoành của nó 38 ạ. Cái tán rộng của nó 82. Cái chiều cao của nó 1m10 ạ. Cây me số 2 con báo giá 13 triệu. 13 triệu. Cây số 2 con báo giá 13 triệu. Đi cho lên. Cây số 3. Cây số 3 cũng là cây me luôn. Cái hoành nó 33. Cái tán của nó 1m35. Cái chiều cao 1m25. Con báo giá 15 triệu. 15 triệu. Bay.
số 3 có giá 15 triệu. Hôm nay tiếp tục cây măng mã số số mấy đây? Số 4 ạ. Số 4. 4 là cũng là me luôn. Cái hoành của nó 29. Cái tán rộng của nó 1m30. Cái chiều cao của nó 1m10 ạ. Con báo giá 13 triệu. Số 4 con nó giá 13 triệu. 13 triệu cho cái bằng mã số không? Ông lăn này lại cho đấy nhẹ. Số 5 ạ. Số 5. Cái hoành của nó 35. Cái tán rộng của nó 1m18. Cái chiều cao 98. Con báo giá 13 triệu ạ. 13 triệu. Cái hoành của nó 34. Cái tán rộng nó 1m35. Chiều cao 1m15. Con báo giá 15 triệu. 15 triệu. Con rồng.
cây số 6 ạ. 15 triệu cho cây mang mã số 6 của đọc cây me chua. Hôm nay là lô hàng mình me khá nhiều ha. Đây là nhiều cái dòng me rất là đẹp. Này co lắc cũng dữ dội lắm. Cái tán rộng của nó 98. Cái chiều cao 107. Có báo giá 13 triệu. 13 triệu. Số 7 báo giá 13 triệu. 13 triệu cho cây mang mã số 7. Nó 26 ạ. Cái tán rộng nó 1m02 ạ. Cái chiều cao nó 98 ạ. Con báo giá 11 triệu. 11 triệu. Tục là cây mai chiêu thủy. Cây số 9 là cây mai tâm can. Này tâm mai lá, lá trung. Cái hoành nó 27. Cái tán rộng 83. Cái chiều cao là 90. Con báo giá 2 triệu rưỡi ạ. Cây số 9 nó báo ra 2 triệu rưỡi. Số 10. Cây số 10 ạ. Nó 30. Cái tán rộng của nó 88.
cái chiều cao nó 90. Con báo giá 2,5 triệu. Mai lá trùng này lùi lâu nó vẫn ra lu bình thường đấy chú. À, nó vẫn già nó ra đầy lu. Chậu nu rồi. Cây số 10 còn báo giá 2,5 triệu. Cây số 11 ạ. Cái hoành nó 31. Cái tán rộng nó 81. Chiều cao nó là 90 ạ. Con báo ra 2,5 triệu. 2,5 triệu. Vâng, à, tiếp tục. Cây số 12 là cây tùng ạ. Cái hoành của nó 43. Cái tán rộng của nó là 89. Cái chiều cao nó là 78. Có báo giá 6 triệu ạ. 6 triệu. Đây, được. Tí sang thịt lợn thôi. Cây số 12 còn báo giá 6 triệu ạ. Đấy là mấy nhóc được không? Hả? Mấy nhóc không? Tính cho con trai nó về. Ừ. À chiều nó đi học. Nên vợ bán được nhiều khao thịt lợn. Hôm nay kiểu thai đấy à? Ừ. Ví dụ nó cho quay. Cây số 13. Cái hoành nó 32. Cái tán rộng của nó là 83. Cái chiều cao nó 1m15. Con báo giá 6 triệu. 6 triệu. Cây số 13 con báo giá 6 triệu. 6 triệu cho cảm ơn mã số 13. Cây số 14 ạ. Cái hoành của nó là 35.
tán rộng của nó là 95. Chiều cao là 90 ạ. Con báo giá 6 triệu rưỡi ạ. 6 triệu rưỡi. Để tay ấm, dày ấm. Cây số 14 con báo giá 6 triệu rưỡi. Đây. Cây số 15 ạ. Cái vành nó 40. Cái tán rộng của nó 98. Cái chiều cao nó 98. Con báo giá 5 triệu ạ. 5 triệu. Để dành thảo. Mua cái này đẹp. Trực ngon lành. Cây số 15 có báo ra 5 triệu. Rồi đi. Cây số 16. Hoành của nó 46. Tán rộng của nó là 79. Chiều cao 90. Con báo giá 5 triệu rưỡi ạ. Cây số 16 còn báo giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi cho cây bằng số mã số 16. Đi, đây. Cầm mắm rồi. Cây số 17 ạ. Cái vành của nó là 44. Cái tán rộng của nó 1m06. Cái chiều cao của nó là 1m19. Con báo giá 9 triệu. 9 triệu. Cái chân đổ không? Ừ. Cái lắc lắc cái chân đổ á chân. Nó, cái bàn xoay nó quay mất tiêu dưới đất này. Này. Được trong này. Rồi. Kỹ thuật. Cây số 17 con báo giá 9 triệu ạ. Thank you.
cây số 18. Tiếp tục là cây mang mã số 18. Là cái tục. Cái hoành của nó 36. Cái tán rộng của nó là 90 ạ. Cái chiều cao là 68. Con báo giá 6 triệu ạ. Cây số 19 ạ. Cái hoành của nó 49. Cái tán rộng của nó 95. Cái chiều cao nó 75. Con báo giá 6 triệu rưỡi ạ. 6 triệu rưỡi. Số 19 mà báo giá 6 triệu rưỡi trở lên. Cái tổng số 20 ạ. Cái hoành của nó 43. Cái tán rộng của nó 1m07. Cái chiều cao nó 89. Con báo giá 6 triệu ạ. Số 20 cũng báo giá 6 triệu. 6 triệu cho cây mang mã số 20. Số 21 ạ. Mai đen nó lớn ạ. Cái đế của nó 86. Cái chiều cao 25. À, cái hoành 25. Cái tán 67. Cái chiều cao 25. Con báo giá 2 triệu. Số 22 là mai đen nó lớn ạ. Cái đế của nó 75 ạ.
cái hoành 29, tán rộng 60, chiều cao 48. Con báo giá 2 triệu. 2 triệu. Về số 22 ạ. Cây số 23 là mai đen nó lớn ạ. Cái đế của nó là 70. Cái hoành của nó là 18. Cái tán rộng 58. Chiều cao 45. Con báo giá 2 triệu. 2 triệu. Cái đế của nó 76. Cái hoành của nó 23. Cái tán rộng của nó 76. Chiều cao 41. Con báo giá 2 triệu. Đủ thời gian đấy. Muốn thêm muốn nghỉ nghỉ. Thêm một cây cho hay. Cây số 25 là cây cuối cùng của Líp ạ. Cuối cùng là mang mã số 25 là cũng là mai đen lá lớn. Cái đế của nó 68 ạ. Cái hoành của nó 23. Cái tán rộng của nó 65. Cái chiều cao 38. Báo giá 2 triệu. 2 triệu cho cây mang mã số 25. Cũng kết thúc chương trình báo giá ngày hôm nay. Thì Nam Thu cũng rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Rồi, Phượng ơi, chào khách đi con. Dạ, con gửi lời cảm ơn đến chú ạ. Thế cảm thấy cô chú ba anh chị mình đã ủng hộ vận khiển của con trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.